Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Cao Hùng Formosa vào ngày 5 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Nguyên do mê tín lại thần tượng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13. Có hai cách để giới thiệu giáo lý của tôi. Một cách là có thể giúp cho chúng ta càng ngày càng tiến bộ, còn một cách nữa là làm chúng ta càng ngày càng thối bước. Quý vị biết vì sao không? Một cách là nói không có ngã chấp, và một cách là nói bằng ngã chấp. Một cách là nói thật tự nhiên, như bây giờ tôi đang nói chuyện vậy. Còn cách kia là, ta nhất định phải độ các người. Ta biết giáo lý này rất tốt, quý vị nhất định phải học. Cho nên, nghe các người hỏi là lật đật nói ra, nghĩ rằng, ta nhất định độ nhà ngươi. Ta biết rất nhiều. Thí dụ như vậy, như thế, chúng ta tu hành sẽ thoái bộ. Nếu nói chuyện một cách tự nhiên, không có ngã chấp, mình tu hành sẽ càng ngày càng tiến bộ. Còn nói chuyện mà có động tâm, muốn độ người, ta nhất định phải độ họ, ta có thể làm được, ta có thiên tài, có năng lực, thứ đó mệt lắm. Quý vị nói rằng tôi độ quý vị, tôi không có độ, hiểu ý tôi không? Tôi thuyết pháp và rờ đầu quý vị cũng giống như tôi rờ cái ly này vậy thôi, hoàn toàn không có một chút phân biệt. Điều này không thể nào nói được. Chúng ta không thích có ngã chấp, chúng ta thích tự nhiên, nhưng có lúc nó làm ngược lại, hiểu không? Vì thế tôi dạy quý vị là cái ta càng nhỏ thì càng tốt. Nếu không có cái ta thì không có trách nhiệm, vì có cái ta này nên có trách nhiệm, có nghiệp chướng, có phước báo. Không có cái ta thì không có ai làm gì hết, cho nên mới nói nghiệp chướng vốn là không. Nhưng chúng ta phải cố gắng tu hành, chúng ta không có cách nào làm hết cái ta mô như vậy. Chúng ta càng quán ngâm, ngã chấp càng lúc càng ít, tự nhiên nó sẽ biến mất, chứ không phải chúng ta dùng năng lực của mình là có thể làm được. Nếu không, mọi người có thể làm được rồi, đâu cần phải tu pháp môn Quán Âm. Không có ngã chấp sẽ thành Phật, đơn giản như vậy thôi. Phật và chúng sanh chỉ kết nhau có một cái màn rất mỏng, nhưng cái màn này không thể nào tưởng tượng nổi, lực lượng nó rất lớn. Chúng ta không cách nào phá vỡ nó nổi. Chúng ta càng có ít ngã chấp, thì càng dễ thấy được Phật của mình. Vì vậy, cái ngã chấp này rất là phiền phức. Tôi rầy la quý vị cũng vì muốn gọt bớt ngã chấp, nhưng rất ít người có thể chịu nổi. Vì chúng ta là phàm phu, thích được người ta khen hơn, thích người ta biết được công đức, phước báu của chúng ta, muốn cho người ta biết mình là công thần khai quốc và những thứ năng lực đó. Rốt cuộc, tôi không những không nhận thấy, không những không khen, còn rầy la thêm, thì đương nhiên chúng ta đau lòng. Nhưng có người đau lòng vài ngày, có người chỉ đau lòng 5 phút là xong, cũng như bị mổ vậy, chốc sau là hết. Còn nếu đau buồn đến vài ngày sau còn chưa lành, không có cách nào hơn, họ sẽ tiếp tục thấy đau hoặc sẽ thối tâm và đôi khi làm những chuyện phỉ báng nữa, cho nên mệt lắm. Làm thầy không phải dễ, nếu không rầy la học trò, chúng sẽ không tiến bộ, chúng sẽ có tai ương, sẽ có bệnh, sẽ có nhiều nghiệp chướng. Còn nếu rầy la thì chúng tức giận, đau buồn, thối tâm. Người ngoài nhìn thấy tôi rất là hung dữ, làm cho tôi bị mất mặt. Vì vậy làm như thế nào cũng không đúng, không ai có thể hiểu được. Học trò muốn thấy tôi có đôi mắt từ bi, mở miệng là có kẹo chạy ra. Tôi cười một cái là tất cả những sự căng thẳng của đầu óc đều bay mất hết. Rốt cuộc bị rầy la đến mức này thì sợ quá. Đến chỗ tôi cũng không phải dễ, tôi cũng không cho quý vị lại. Lại người ta
tức là coi thường mình, quên mất mình là Phật. Chúng ta tin rất nhiều tôn giáo, nhưng chúng ta không tin vào tinh hoa của các tôn giáo, chỉ có thế thôi. Tất cả các tôn giáo đều tốt, duy chỉ thiếu cái tinh hoa thôi, hiểu không? Vì vậy, tôi không bảo quý vị đổi tôn giáo nào, chỉ cần mỗi ngày quý vị tọa thiền 2 tiếng rưỡi là đủ rồi. Đương nhiên, tôi phải nói cho quý vị biết, lạy Phật gỗ là vô dụng, vì đây là nói thật, chỉ có vậy thôi. Tôi cũng để cho quý vị đi lạy, nhưng phải hiểu rằng không nên lạy hình tượng Phật là được rồi. Phải khai ngộ, chúng ta lạy gì, làm gì cũng phải có sự khai ngộ trong đó mới là đúng. Nếu quý vị thật sự hiểu được, có lạy gì cũng được, lạy đôi giày, lạy cục đá cũng không sao, lạy con mèo, đẳng cấp cũng không rớt, huống chi lạy con người, hiểu không? Nhưng phải hiểu cho thật rõ mới lại. Còn nếu cứ mê muội lại khúc gỗ, là mình sẽ biến thành gỗ, lại cục đá sẽ biến thành đá. Đúng vậy, nếu không, ở đâu có nhiều đá như vậy? Vì đời đời kiếp kiếp có người lạy đá, trong đá cũng có linh hồn, vì chúng tưởng rằng chúng là cục đá cho nên thành như vậy. Chúng ta tưởng rằng khúc gỗ đó là Phật cho nên biến thành Phật gỗ. Nhiều người lạy Phật gỗ và khi họ tọa thiền chỉ thấy các Phật gỗ mà thôi, chứ không thấy Phật thật, thấy Phật gỗ đến. Lại hình của tôi cũng vậy, khi tọa thiền không thấy tôi mà chỉ thấy hình của tôi đến. Thật vậy, lại hình cũng là một thứ mê tín. Nhưng vì họ lại hình của tôi, đối với họ có hữu dụng, họ sẽ nghĩ ra nhiều cách lợi dụng tôi, đó cũng là chuyện rất thường. Chứ không phải tôi trách cứ gì họ. Như là ở Hoa Liên, có một gia đình đồng tu, người con bị bệnh sốt rất lâu, bác sĩ không cách nào cứu chữa được, cặp vợ chồng này túng quá, không biết phải làm sao, mãi cầu nguyện với tôi, và lấy hình của tôi để trên mình đứa con, ý nói là giao hết cho tôi lo liệu, và chỉ 5 phút sau là đứa nhỏ hết cơn bệnh sốt, lại được khai ngộ. Nó kể lại là, nó thấy rất nhiều ánh sáng màu trắng, rất nhiều thứ bay khắp nơi. Đứa nhỏ này không có thọ pháp. Rồi từ đó, họ biết hình tôi có ích dụng, nên hỏi tôi nếu sau này có chuyện gì có thể làm như vậy nữa được không? Ý nói là có thể chỉ cho người khác làm như vậy được không? Vì họ có câu thông với tôi cho nên con của họ hết bệnh. Nhưng nếu họ bày cho người khác thì vô dụng. Sau đó, cặp vợ chồng này thấy hình của tôi có ích dụng, vì vậy càng quý trọng. Họ thỉnh hình của tôi càng lớn hơn, rồi có thể khắc hoặc họa một tượng hình của tôi thật lớn. Nếu vào thời xưa, thí dụ, vào 2000 năm trước, không có hình chụp của Minh Sư, họ tiếp tục lấy hình tượng này. Vì bản thân của cặp vợ chồng đồng tu này có câu thông với tôi, nên con họ hết bệnh. Thế nên họ khắc hình của tôi bái lạy, và nếu có bệnh thì để hình trên mình. Nhưng nếu áp dụng vào đứa nhỏ ở láng giềng thì khác liền. Từ nguyên do và linh cảm đó mới có chuyện lạy tượng Phật, hình Phật, hiểu ý tôi không? Và càng lúc càng có nhiều người lại. Sau khi Minh Sư đã đi rồi, những đệ tử và những người có thể câu thông được với Minh Sư cũng đã đi rồi. Những người khác, những cháu chắc, vẫn tiếp tục lại, vì thấy đời ông tổ lại có ích dụng, và nghe tiền bối kể rằng lại được hết bệnh, nên họ tiếp tục lại, dù bệnh có hết hay không. Do đó biến thành thói quen, vì quá tôn trọng hình tướng không bỏ được, không ai dám động phạm đến, rồi những người khác cũng kính sợ luôn. Như chuyện vừa rồi của tôi, sau đó mọi người đồn đại rằng tôi có năng lực chữa bệnh, nhưng bản thân tôi không biết. Vì sao con họ hết bệnh? Quý vị về nhà thử coi, không biết chừng hết bệnh. Bởi thế đừng có thử nhé. Đó là vì tình trạng của họ khác. Cũng như có nhiều bệnh nhân, có những chứng bệnh khác nhau, chứ không phải tôi có năng lực chữa bệnh. Tôi không có chút năng lực nào hết. Mỗi ngày, tôi cũng ăn ngủ và tọa thiền cũng giống như quý vị vậy. Nhưng bất cứ những hành động nào của tôi cũng giúp đỡ mọi người. Như tôi gãi ngứa, cũng là giúp đỡ người ta, họ được khai ngộ. Tu hành có ích lợi, thí dụ mình tu hành rất tốt,
khi còn chưa đạt được đẳng cấp tối cao, đã giúp đỡ rất nhiều người rồi. Có một vị đồng tu, khi gần gũi người nhà, thì bệnh của họ không trầm trọng lắm. Khi vị đó rời khỏi, bệnh tình người ấy trở nên nặng hơn. Không phải vị đồng tu đó dùng thần thông để trị bệnh, mà nhờ có tu pháp môn Quán Âm. Từ bản thân của vị đồng tu đó phát ra ánh sáng, phát ra bầu không khí hòa bình, cho người ta thứ năng lực không sợ sệt đó. Pháp môn Quán Âm là thí vô ý, để cho người ta an tâm, không sợ hãi. Người tu pháp môn Quán Âm, ít nhiều gì cũng có năng lực đó. Quý vị sẽ càng ngày càng biết được lực lượng vạn năng của mình, rồi sau cùng sẽ biết được mình là Phật. Nếu không có những chứng minh đó, làm sao chúng ta biết được chúng ta có lực lượng vạn năng? Làm sao biết được chúng ta là Phật Bồ Tát? Bồ Tát nghĩa là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa, phiên âm từ tiếng Bodhisattva của tiếng Phạn, nghĩa là chúng sanh khai ngộ, chỉ có vậy thôi. Cho nên quý vị có thể gọi quý vị Bodhisattva là người khai ngộ và có năng lực giúp đỡ những người khác, như vậy mới gọi là Bồ Tát. Nếu chúng sanh khai ngộ không có năng lực giúp đỡ người khác, gọi là Phật Nguyên Giác hoặc là A-la-hán, vì năng lực của Ngài rất có hạn, hiểu không? Còn năng lực của Phật Bồ Tát rất lớn, Ngài càng tu càng có năng lực lớn hơn và càng giúp đỡ nhiều người hơn. Quý vị tu pháp môn Quán Âm là tu Bồ Tát Đạo, còn tu những pháp môn khác rất có thể được khai ngộ và phát ánh sáng, nhưng chỉ tu chứng quả A-la-hán. Người tu pháp môn Quán Âm cũng chứng được quả vị A-la-hán, nhưng sau này họ sẽ nhảy lên đẳng cấp Bồ Tát. Vì chúng ta tu Bồ Tát Đạo, chúng ta đi con đường Bồ Tát và có năng lực Bồ Tát, tức là vừa khai ngộ, vừa có thể giúp đỡ người ta một cách tự nhiên, độ chúng sanh mà không có chúng sanh được độ, cứu chúng sanh mà không có chúng sanh được cứu. Quý vị càng ngày càng biết được năng lực của quý vị. Tôi nói quý vị là Phật Bồ Tát, quý vị có lực lượng vạn năng, tức là nghĩa đó. Quý vị càng tu, càng có thể giúp đỡ người khác. Có lúc, người ta nhìn quý vị cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy sao người này như có cái gì khác. Lúc tôi ở Đài Đông, có một người nhìn giống như là người rừng, đã trên 30 tuổi, chỉ mặc một bộ đồ. Hôm đó đệ tử ở các nơi đến thăm, có những đệ tử cũng cắm lều chung với tôi. Vì có người đến, tôi phải chăm sóc, nếu không họ sẽ niệm hoài, làm cho tôi nhức đầu. Họ không nhìn thấy tôi khi ngồi tọa thiền niệm mãi trong bụng, cầu xin tôi bước ra cho họ nhìn. Họ niệm năm hồng danh, niệm mãi sư phụ, làm tôi chịu không nổi. Thật vậy đó, tôi bắt được luồng điện như vậy, thì phải ra kể chuyện cho họ nghe. Người giống người rừng này không biết làm sao biết được tôi, và đột ngột như từ trên trời rớt xuống, nói với các vị đệ tử, muốn đến coi bói cho tôi. Những vị đệ tử nhìn thấy bộ tướng người này như thế, đã định tiễn khách. Nhưng người này quỳ mãi ở đó, không chịu đi. Tôi thấy người này nghèo khổ quá, cảm thấy tội nghiệp, nên cho mời đến cùng ăn với chúng tôi. Tôi thấy tình trạng của người này rất nghèo. Người này than oán đời sống khổ sở, thế giới không tốt. Formosa không tốt, cái gì cũng không tốt, bản thân của chính họ cũng không tốt. Tôi nhẫn nại nghe kể, khi người này thổ lộ hết những căm hờn, thái độ bắt đầu ôn hòa lại. Sau đó tôi bảo đệ tử tặng cho anh ta một chút ít tiền về mua thuốc bổ uống. Chỉ có vậy thôi, tôi không có tâm thuyết pháp cho người này hoặc khuyên ăn chay, khuyên không nên đi săn bắn. Thấy hoàn cảnh người này quá nghèo khổ, đâu còn nhớ những chuyện khuyên răng. Lấy thức ăn mời ăn còn không kịp dùng, huống chi là thuyết pháp. Lúc đó, trời cũng đã đứng bóng, bảo người này ăn xong nên đi về. Cho đến khi người này ra về, tôi cũng không khuyên bảo một lời nào. Thế mà, buổi chiều người này trở lại, cho biết đã thả hết bầy thú, bây giờ không sát sanh nữa, đã thả hết động vật và không làm nghề thợ săn nữa, quyết định ăn chay tu hành và muốn theo tôi xuất gia. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ thôi, người này đã biến đổi khác rồi. Nếu hôm đó quý vị gặp người này và hôm nay gặp lại,
sẽ thấy như là một người khác vậy. Hôm đó, trong anh ta rất kích động, rất hung hăng. Bây giờ im ru, không nói một lời, chỉ âm thầm tiếp tục niệm năm hồng danh. Bởi thế, có lúc chúng ta không cần phải nói chuyện để cứu độ được người. Lúc tôi truyền pháp, không dùng lời nói, phải vậy không? Tôi ngồi đó mấy tiếng đồng hồ không nói một lời, nhưng quý vị lại được đạo. Còn trước đó, tôi nói rất nhiều, nhưng quý vị không được đạo. Có nhiều người nói rất nhiều cũng không được gì hết. Chỉ trước pháp, chỉ nói về đạo thì chúng ta không đắc đạo. Tôi không có khuyên vị đó ăn chay, vì thấy người đó như không sao ăn được. Hình như người này nói với đệ tử của tôi là thà chết cũng không ăn chay. Không biết họ nói gì với anh ta mà anh ta nói như vậy. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau, khi trở về, các con người họ khác hẳn, tự mình bỏ con dao xuống, tự nguyện ăn chay và muốn xuất gia theo tôi. Tôi bảo gì, làm đó. Anh ta nói bị tôi cảm hóa rồi. Tôi không nói một lời, làm sao anh ta bị cảm hóa? Vì sao lại có tình trạng như vậy? Vì người tu hành tự nhiên có lực lượng cảm hóa đó. Người ta nhìn chúng ta cảm thấy thoải mái. Họ muốn theo chúng ta tu hành. Họ muốn làm việc như chúng ta. Không cần chúng ta phải khuyên họ. Đương nhiên, có những người rất hung ác. Dù có khuyên bảo, họ cũng không làm. Đời đời kiếp kiếp đều có những người đó. Chúng ta cũng không nên thất vọng, cũng không nên cảm thấy bất mãn. Nếu không, Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giêsu Kitô, Lão Tử, Khổng Tử đã độ hết người rồi, không cần đợi đến bây giờ phải cực nhọc đến thế. Đời đời kiếp kiếp đều có những chúng sanh vô minh, và đời đời kiếp kiếp đều có Phật Bồ Tát đến độ họ. Chúng ta không cần phải lo, chúng ta có thể tu được bao nhiêu thì tu bấy nhiêu, có thể độ ai được thì độ, độ nhưng không phải mình độ, có phải vậy không? Quý vị nói tôi độ quý vị, nhưng tôi không có độ ai hết, không có độ gì hết, không biết độ nghĩa là gì, hoặc làm sao độ, có hiểu ý tôi không? Tôi truyền pháp cho quý vị như không có truyền vậy, quý vị thấy không? Tôi chỉ ngồi đó và quý vị cũng ngồi đó. Có lúc cũng không cần phải ngồi đó. Tôi đi ra ngoài lo chuyện khác. Chỉ cần hướng dẫn quý vị làm sao để làm sao để ngồi cho đúng. Như vậy là tôi bỏ đi. Tôi cũng có thể qua Hoa Kỳ. Trong khi đó, quý vị ở đó cũng được pháp. Không cần phải nói gì thêm. Có thể nói là không có liên quan gì đến tôi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có liên quan đến. Vì không có tôi thì không thể truyền pháp này. Nhưng quý vị có được cũng không phải vì tôi truyền, không có cách nào để giải thích, nhưng nó là như vậy. Quý vị biết cũng được, không biết cũng được, không có cách nào nói được. Tôi gia trì cũng như không gia trì vậy. Không có người để gia trì, không có đối tượng. Thí dụ, tôi uống nước, có gia trì nước đó không? Tôi đã nói là gia trì cho cái ly và nước trong đó không? Không có, phải không? Rất tự nhiên phải không? Tôi gia trì cũng giống như vậy. Không nghĩ điều gì hết, nhưng người ta được ích lợi. Có người được tôi gia trì mà họ không biết, nhưng đều có lợi ích. Có người biết được ngay, có người được tôi gia trì là họ có ánh sáng ngay. Có người toàn thân có chấn động, có người sẽ khóc, có người có phản ứng khác. Có người thấy được hóa thân của tôi, có người thấy Phật Bồ Tát. Mọi người đều được lợi ích, nếu không thì không ai cần tôi gia trì, không phải tôi rờ là không có ích dụng, sẽ có ích dụng. Đương nhiên có người cũng không cảm giác được, nhưng không sao, họ đều được lợi ích, nhất định là có ích dụng. Không phải tôi cố ý gia trì người này nhiều hơn, người kia ít hơn, nhưng trình độ nhạy cảm của từng người khác nhau, cũng như thể xác con người, người này nhạy cảm hơn người kia. Có người chỗ này nhạy cảm hơn chỗ kia. Người tu hành cũng vậy, có những người nhạy cảm hơn khi tôi gia trì là họ liền cảm nhận được, lực lượng đó không sao tưởng tượng được. Có người khi tôi rờ đến mắt trí huệ của họ là thấy được ánh sáng rất sáng. Khi tôi lấy tay ra thì hết, họ đòi tôi rờ thêm nữa. Họ cảm thấy không sao tưởng tượng nổi vì họ nhạy cảm hơn
nên họ thích. Mắt trí huệ của họ mở nhiều hơn, dễ biết được lực lượng tôi hơn. Còn những người khác không biết, nhưng bên trong họ cũng được cảm ứng, chỉ vì không cảm giác được mấy mà thôi. Có người báo cáo với tôi là tu pháp môn Quán Âm không có linh cảm. Đó là vì bản thân họ trì giới không trong sạch, không biết quý trọng giáo lý của tôi, hiểu không? Không giữ giới đàng hoàng, cho nên tự mình hại mình. Tôi cho quý vị hay, ăn chay là vì tránh bớt nghiệp cho mình. Đừng nói vì có lòng đại từ bi. Nếu ai thương chính mình thì phải giữ thân khẩu ý cho trong sạch, còn không chỉ tạo nghiệp chướng cho chính bản thân mình mà thôi, vì vạn vật đồng nhất thể. Chúng ta giết người tức là giết mình, hại chúng sanh tức là hại mình, hiểu không? Nhân quả đó sẽ dội ngược lại mình, chứ không phải tôi trừng phạt quý vị. Ai cũng là mình cả, Diêm Vương cũng là chúng ta, Thượng Đế cũng là chúng ta, Phật Bồ Tát, Sư Phụ cũng là chúng ta. Quý vị càng tu sẽ càng hiểu vạn vật đồng nhất thể. Vì sao chúng ta có thể ăn rau cải được? Vì trong thực vật, hạ ý thức của nó rất nhỏ, phần lớn chỉ là nước, còn con người có chất sắt, gỗ, nước, lửa và đất hợp thành. Bên trong có linh hồn, có ý thức phân biệt, cho nên giết người là một chuyện rất nghiêm trọng. Động vật chỉ có tứ đại mà thôi, còn chúng ta có ngũ đại, chúng ta có thêm phần sinh khí, tức là linh hồn. Vì thế, giết người là trầm trọng nhất, còn giết động vật bớt trầm trọng hơn. Cây cối có thành phần nước nhiều, nếu đem phơi khô, chỉ còn lại chất xơ, là chất fiber. Cho nên, cắt rau cải là chỉ giết phần nước mà thôi, không đến nỗi trầm trọng lắm. Thế nên chúng ta tu pháp môn Quán Âm là có thể rửa sạch những nghiệp chướng đó, không phải ăn rau cải là không có nghiệp chướng. Chúng ta hít thở cũng có nghiệp chướng, uống nước cũng thiếu nợ của ma vương. Không phải cái gì cũng miễn phí như chúng ta tưởng, vì thế chúng ta cần phải nên tu hành, nếu không thì đâu cần phải tu để làm gì. Vì chúng ta vốn đã là Phật rồi, chúng ta vốn rất trong sạch, không có thiếu nợ ai gì hết. Nhưng vì chúng ta rớt xuống đây để học hành, phải ở nơi này và phải mượn tạm đồ để dùng. Như trẻ em mới ra đời, không có thiếu ai cái gì hết. Nhưng sau đó sẽ thiếu nợ, vì nó cần có sữa. Nếu đi học, cần có sự bảo trợ của chính phủ và gia đình. Cũng có thể mượn tiền chính phủ để học, sau khi tốt nghiệp sẽ trả lại. Cùng ý nghĩa đó, vì chúng ta đến đây học nên phải thiếu nợ thế giới này. Và khi đã thiếu thì bắt buộc phải trả, nếu không trả kịp thì phải mượn phước báu và công đức, tức là tiền của Phật Bồ Tát để trả. Chỉ có cách đó là nhanh chóng nhất. Bởi vì chúng ta không đủ năng lực để trả nợ, cho nên càng ngày càng thiếu. Hôm nay mới trả thì ngày mai lại phải cần đồ khác, vì từ lúc chào đời cho đến nay chúng ta đã thiếu nợ rồi, thiếu nợ đến mấy chục năm chúng ta mới tỉnh giấc. Và mới biết là của người ta, của ma vương, ngay cả xác thân này cũng là mượn ở thế giới này, có phải vậy không? Đến lúc đó đã không kịp trả, đã ăn quá nhiều rồi, ăn cho đến lớn như ngày nay, tràn đầy những nghiệp chướng, bây giờ có trả cũng không kịp. Vì vậy, cần phải lấy năng lực của tỷ phú, tức là Phật lực, để giúp chúng ta trả nợ. Một mặt trả, một mặt để dành tiền, thì chúng ta mới có thể liệu thoát sanh tử. Vì thế, nếu không có lực lượng của minh sư, vĩnh viễn không được giải thoát. Tự cứu mình là chuyện nói đùa, tự tu không phải là như vậy. Tự tu là khi gặp được minh sư mà mình không biết, vì nhờ nhìn thấy minh sư được một lần, rồi tự nhiên được khai ngộ, sau đó tu hành. Như vậy cũng gọi là tự tu, nhưng phải gặp được minh sư mới được khai ngộ, mới có thể tự tu được. Người đó tưởng rằng mình không có sư phụ, nhưng họ cũng không thể dạy người ta được, vì họ không biết phương pháp để dạy. Họ không thể truyền pháp, vì không được vị thầy truyền mạch pháp, cho nên chúng ta gọi những người đó là duyên giác Phật. Hoặc đã tu pháp môn đó, rồi tình cờ gặp được minh sư, sau đó họ đạt được những gì đó, rồi họ tưởng rằng tu pháp môn của mình đạt được thành quả. Thật sự không phải vậy.
mà chính là nhờ nhìn được Minh Sư một lần. Vì khi một lần gặp được vị Minh Sư, sau khi Ngài rời khỏi nơi đó, họ tưởng rằng không có ai dạy, tưởng rằng nhờ họ tự tu đạt được kết quả. Hoặc có người sau khi thọ pháp rồi bỏ đi, không còn liên lạc với vị Minh Sư và cũng không đến hỏi gì nữa, gần như đã quên hết pháp môn, chỉ lâu lâu tu lại một lần, rồi có một ngày đột nhiên được khai ngộ, đạt được đẳng cấp thứ hai, thứ ba, tự mình biết được một ít chuyện, rồi tưởng rằng họ tự tu mà đạt được. Vì họ không coi trọng giáo lý của Minh Sư, nghĩ rằng giáo lý không quan trọng, tự họ bỏ bê, nhưng lực lượng tâm ấn đó vẫn tiếp tục làm việc ở bên trong, tự động chỉnh đốn lại, cho đến một ngày họ được khai ngộ, rồi tưởng rằng họ tự nhiên được khai ngộ. Có hiểu ý tôi không? Cho nên chúng ta gọi họ là duyên giác Phật, vì không có quan hệ đến vị Minh Sư. Nhưng trên thế giới này, không ai có thể tự mình tự nhiên khai ngộ được, bởi vì chúng ta từ đại đạo đến thì phải câu thông được với đại đạo để có thể trở về với đại đạo. Phải có nguồn gốc, chứ không thể nào tự nhiên được. Cũng như bất cứ cái gì cũng từ hạt giống mà ra, chúng ta tưởng là tự nhiên, nhưng không phải như vậy. Cũng như có những hạt giống từ nơi khác rơi xuống đây và tự nhiên mọc lên, hiểu không? Giống như chúng ta nói rằng cây ổi hoang, khoai lang mọc hoang, nhưng đó là nhờ những con chim làm rơi hạt giống xuống nơi đó, hoặc là nhờ gió thổi đến, mà sau này nó mọc lên, hiểu không? Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Cao Hùng Formosa vào ngày 5 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Nguyên do mê tín lại thần tượng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.